Đây là con đường Nguyễn Hữu Cảnh, nằm ngay khu vực Nhân Trạch, Đồng Nai nha anh chị. Hôm nay em tới vườn mai của anh Sáu. Thì cái hướng đi vào đây là mình đi qua phà Cát Lái đó anh chị. Kế bên là cao tốc Long Thành mình đi Vũng Tàu á. Ở đây là quang cảnh khu vườn mai của anh Sáu, toàn bộ là những cây mai mai lớn nha. Rồi chào em Như nha. Dạ em Như xin chào quý cô chú anh chị, mình đang xem video trên kênh Chợ Sài Gòn ạ. Thì năm nay cũng là năm mới cho nên em Như xin chúc quý cô chú anh chị có một năm làm ăn phát tài phát đạt, vạn sự như ý, vạn mua một ký. Mở mắt kiến coi coi nè. Rồi lâu quá không gặp, có khỏe không em? Dạ rất khỏe nha anh. Rồi cả trước Tết mới gặp em Như, là bữa nay dẫn em Như đi đi thăm vườn mai đi chơi anh chị. Ở vườn mai này là chuyên về những cây mai riêng lớn nha, ngoài ra là cũng có những cây cây xanh cây khế rất là đẹp luôn. Đây em quay sơ một cái cho anh chị mình xem, rồi chút xíu nữa nhờ anh chủ vườn anh Sáu anh sẽ đi quay giới thiệu cho mọi người nha. Bữa nay mà cái vườn của ảnh nhiều cây đẹp lắm, mà anh chị nào hết tùm ảnh cũng có giao lưu luôn đó. Đây ở vườn của anh Sáu này là ảnh cũng chuyên về bất động sản và đồ gỗ luôn anh chị. Ơi chào, chào anh Sáu nha. Kính Sài Gòn thôi, chúc năm mới, chúc cho bà con trong nước và ngoài nước và anh em cô bác cô chú và bạn đồng nghiệp một năm mới đời gia đình mình được nhiều sức khỏe và hạnh phúc, an khang thịnh vượng nha. Trời ơi đẹp, nhà đẹp quá anh Sáu ơi. Cái lãng hoa là nguyên cái này là mình làm bằng gỗ gì vậy anh, là tác phẩm của anh làm luôn hả? Cây này không có em, cây này là gỗ sao. Anh tình cờ anh đi chơi rồi anh gặp một người, người ta đang chơi, cũng người đó cũng cô bác già lớn tuổi đó. Dạ. Cũng chia lợi anh rồi anh về anh chơi chứ anh cũng không có làm tác phẩm. Thường ở đây là anh nói có kinh doanh đồ gỗ là mình chủ yếu mình làm gỗ gì anh? Gỗ sao rồi gỗ anh, gì anh? Nói chung là gỗ xây dựng thì gỗ sao, không có xây dựng gỗ sao là mình chỉ là đóng thuyền ghe thôi em, còn gỗ xây dựng là gỗ đỏ, căm xe và lim xanh em. Là anh có là ở đây luôn không? Nãy em nhìn có phía ngoài là thấy có quá em. Trời gỗ đây nè. Đó, anh còn để quầy quầy đường đó em trai. Đây là khỏi sợ lấy trộm luôn. Ở phía sau lưng anh em thấy một cây khế khổng lồ. Cây khế ở mình vô mình coi cây khế này trước đi. Được em. Bữa nay có em Như nữa, để cho em Như chụp hình với cây khế để cho lấy hên đây. Dạ cây khế khổng lồ. Đây, cây khế khổng lồ. Cây này chiều cao của nó chắc được cỡ 8-9 mét không anh? Nói chung mình không có đo, mình không có biết được, mà anh đoán chung chung chắc nó nằm cũng khoảng chừng 5-9 mét đó anh chị ơi. Cũng cỡ đó về tàn nó chắc cũng qua chắc đó cũng anh đoán đó chắc được 6 rồi em. Dạ nó một bên nó là 1 2 3, anh đoán được chắc cũng được 5-6 mét à không, chứ không trên biết 7 mét đó anh. Mình nói cho chính xác không biết bao nhiêu rồi. Một bên của nó là hơn 3 mét rồi. Trái dữ lắm em, trời trái mà rụng mà cái chua em Như. Trái dữ lắm mà đứa em nó sao mà cứ 2-3 ngày nó ra nó quét là nó lụm nó dục đứa nó nói trời anh ơi đừng để cho có trái nữa. Ở cái hoành của cây khế này nó khổng lồ lắm nha anh chị. Cái cây này tầm khoảng cỡ 4 người ôm quá, 3 người ôm đó. Tầm khoảng 3 người lớn á. Cây khế này khế chua em ăn được không? Có vài cây khế ngọt. Cây khế chua. Cây này cây chua đó nếu mà anh hái mình ăn rất được. Để anh Sáu lên anh Sáu hái tặng em trái nha. Ồ có luôn hả? Rồi anh Sáu hái khế tặng cho anh Sáu hái em Như một trái khế nhưng mà khế vậy ta. Rồi không có cần tặng em hả? Cả không. Rồi không tặng em hồng nữa nhưng mà anh tặng em một người ta nói ăn khế trả vàng đó em liệu nha. Đúng không à, hồng em? Bình thường em trả anh là coi như là nhiều khi người ta tới nhưng ta mà anh hỏi anh cái đó là anh luôn, anh nói cái câu anh nói câu tế nhị thiệt Như coi như đừng buồn nha. Cái đó anh tính anh Sáu thì có sao nói cho em với Hồng có gì không, chứ anh đây anh nói thẳng với em là anh còn 3 đứa em vợ đó. À vậy hả? Em với Hồng có gì không, đặng biết nếu có thì để anh không nói, còn nếu không có để anh giới thiệu em trai anh về Đồng Nai coi. À giới thiệu luôn đi anh. Mà ok không á anh chị? Đó, nếu có đó em nói có thì em nói có, không nó không là em giới thiệu cho em trai về Đồng Nai nha. Rồi giới thiệu đi anh. Đó. Chứ đẹp trai vậy mà đi về mà không không có người yêu là phí lắm á. Phí lắm. Cảm ơn anh nha. Rồi. Anh Sáu còn nhìn vậy chứ còn còn trẻ dữ lắm nha anh chị.
Giờ anh Sáu nói giới thiệu sơ sơ về cái vườn của mình cho bà con biết. Anh Sáu, nhà anh ở đây luôn phải không? Hay nhà là... anh vô dưới ngõ tư chợ em. Anh ở bên đây thì anh làm gỗ rồi anh mua được cái miếng đất này rồi anh đổ mặt bằng lên rồi anh mê cây cảnh quá rồi anh chơi á. Dạ. Rồi anh lên anh dựng cái nhà tạm tạm để anh ngắm qua rồi cho nó những làm ngày mệt nhọc rồi cho nó đỡ buồn em. Là vườn vậy bự vậy chắc mình cũng phải có người chăm sóc hả anh? Không em, cho uống cây những mà cái anh em nào mà để sửa cây cho mình thì người ta làm, còn những tưới nước bổ phân là anh ghiền cái đó, còn nhổ cỏ rồi cũng có anh em phụ em. Thường phân là anh để anh xài phân gì? Rồi anh xài nói chung là không phải như mấy cô bác khác, anh cứ bỏ cứ DB rồi với kích rễ thì 3M rồi ra thôi em ơi, với xôi dừa to trấu và bình thường ha. Cây ba này cũng khá là khổng lồ luôn anh chị. Cái hoành nó, nếu mà tính ở dưới đây á, là nó tới cỡ 120 lận. Nhưng mà mình tính cái hoành nó ở đây đi. Nó hoành ở đây nó tầm khoảng. Em nói cho chính xác nha em, chứ cây này là anh chơi anh không có đo nha. Em nói cho nó dư, em nói cho nó thiếu, đừng nói dư rồi tao nói anh em mình à. Nói cho quá rồi tao hỏi người ta lợi tao thích tao đo không? Có 80 90 tao chữ anh em mình rồi nha. Không nè, 120 là nó dưới đây nè. Còn dưới đây á, là nó tầm khoảng cỡ 6 mấy thôi. Cái hoành này hoành eo nó là tầm 6 mấy thôi. Anh em mình có mình nói cho nó chính xác, năm mới mình nói cho nó chính xác đi, nói mình nói tự hào á. Ở đây nó có thêm mấy cái bông đỏ nữa nè, ảnh treo là lồng đèn anh chị. Đấy, cây này đợt rồi ra bông đẹp không anh? Cây này nói chung là mai này thì mai riêng này anh nó được khoảng 80% em theo cái giá mai riêng của nó à. Chứ còn so ra mà những cái siêu bông là mai cắt ghép thì của mấy anh chị mà chuyên gì chơi cắt ghép mà kinh tế thì mình không có so bì được à. Bông nó được 80% ha. Đúng rồi, 80% theo cái mai riêng của nó nha em. Dạ. Theo truyền thống mai riêng của là... vậy chứ còn không có nói mà theo như 80% mà mai kiểu siêu Bình Lợi hay siêu Thủ Đức rồi thì mình không dám nha. Mà mấy cái chân bông của nó còn lại nè anh chị. Này được 5 7 9 cánh ha anh. Được em. Nói chung là từ 5 đến 7 với 9. 5 7 9. Còn bên này giới thiệu bà con cái cây. Cây này cây sari. Cây sari này hàng cũng hàng độc đó nha. Cây sari thì mình có hai cây, con nó thích sari có trái đó thì anh thấy cái trái đẹp quá với nó lạ lạ đó thì anh. Mà sao anh đắp nó cao dữ vậy? Anh thích cho nó cao cao. Mốt mình có định xây cái gì nữa không? Cái này anh mốt anh để anh làm anh cho nó anh làm từ bực anh trải cái xốp cỏ này đây em. À, rồi anh làm ba bốn bực rồi vô chiều à. mát ra mình ngồi đây mình ngắm đồ cho nó đẹp. À, cây này quá đẹp luôn. Cây này hồi xưa là anh lấy ở đâu lận? Cái này anh mua lại một đứa em mà đứa em mua đâu không biết được, chia lại anh chứ anh cũng không biết nó nằm ở đâu nữa. À, cây sari này là cây này anh mua của đó. Cây này anh mua của đứa em của được cũng vườn kiển ở dưới phố Đông nè em. Yeah. Anh được á, cũng khoảng tuổi cỡ chặn em á. Dạ. Rất kỳ công luôn anh chị. Cây này ha. Không biết cây gì hả? Dạ, đúng rồi. Không biết cây gì. Cây sari. Ở bên kia có hai con cặp khế ha. Ở đây thì có một cây mai lớn. Anh có mua một cặp chùm mồi ở Hà Nội đem vô đó. Ở đây anh có đặt riêng một cặp chùm mồi ở từ Hà Nội chuyển vô cho anh. Cặp gì anh? Cây chùm mồi cỡ quầy Hà Nội đem vô cho anh đó. Đâu? Đó, bên đó chúng em quay. Để chút nữa quay đẹp em lắm. Chưa vô biết cây chùm mồi là đẹp cây lắm. Gì nữa. Bông trái đẹp lắm. Nếu mà đây có một cây mai nè anh chị. Cây mai này cao nó tầm khoảng cơ trên 5 mét. Ngang nó được cỡ 2 mét rưỡi. Cây này thì bành nó được cỡ 60-65. Chậu 1 mét, 1 mét rưỡi, 1 mét 6 lọc lòng. Này em xem sơ những cây mai anh Sáu trồng nha. Cái này khế chua mà nó đẹp, cây khế ngọt bên đây nè. Hai cây khế ngọt cho anh hái nè. Cây này chú anh hái hai cây khế ngọt kìa. Còn trái không? Cây hồi nãy cây bự là khế gì anh? Khế chua em. Khế chua là cái giá trị hơn khế ngọt phải không anh? Đúng rồi em. Khế chua thì nó giá trị hơn khế ngọt nhưng mà phải có chua có ngọt. À, khế chua nấu canh em mà em vô vườn mà em phải có cây khế ngọt phụ nữ mới đi theo em chứ khế chua phụ nữ bỏ em luôn á. À vậy hả? Ừ. Em thích chua hay ngọt? Thích cả hai. Để nè. Bữa nay tất cả những cây mà em quay bữa nay ở vườn của anh Sáu là có giao lưu hết luôn hả anh Sáu? Có em. Bữa nay bắt đầu thấy cái mùi nó hơi cực nữa phải giao lưu em ơi. Qua mùi mùng Tết rồi. Nay mùng 11 rồi. Đây cây cặp khế nè. Cặp khế này cũng rất là đẹp.
Đây, hai cây này là hai cây khí ngọt hết em ơi. À. Nói cho bà con cô bác biết là hai này hai cây khí ngọt. Cây này cao gần 4 mét anh chị. Cái hoành thì khổng lồ luôn ha. Nó làm một gia đình luôn. Đó. Này là một gia đình nhiều cây luôn. Cái cây trong này hoành nó tầm cỡ cỡ 100 á, gần cỡ 100 á. Hoành lớn. Còn mấy cây kia không tính ha. Ở đây anh chị nào có thích khới không? Có thích khới là nhớ quan sát kỹ của em ở vườn qua. Anh Sáu là có được mấy cây khới? Anh Sáu là hai cây khế ngọt, một cây lớn khế cây khế chua, hai cây bonsai khế chua là hai cây mini đang có trái đó. À, hai cây mini này. Là 5 cây. Năm cây khế. Anh nhờ 5 cây khế này chứ anh đâu có nhờ gì đâu. Nhờ 5 cây khế này mà có được cái gia sản đồ sộ vậy đó. 5 cây khế. Này cái cây này khế ngọt, trái còn non. Mà em đi thay cái vườn nào mà vườn lớn nào hình như là người ta cũng có trồng cây khế hết à. Cả nhà mình anh có thấy đúng vậy không? Anh có khế với sari với vú sữa em. À. Được 2 cây. Cây sữa trái dữ lắm Hồng. Đây mình đi qua đó coi cái cây vú sữa anh. Nào đây em đi anh dắt cho em coi cây vú sữa. Trước khi mình quay quay mai bà con chờ đợi tí xíu nha, nay nhiều cây mai dữ khủng lắm nha. Đây là một trong những cây mai đó thôi. Vườn của anh Sáu là mình có đếm được khoảng bao nhiêu cây không? Cái là cây gì em hỏi cây gì em? Cây mai á. Mai nhỏ lớn chắc trên 200. Ờ trên 200. Nhỏ lớn nha em. Nhưng mà thấy lớn nhiều không anh? Lớn mà cũng nói chung là cũng có lớn có nhỏ, nó ngang ngang nhau. Một cây vú sữa đã bị ảnh cưa ngang. Anh cưa anh làm bonsai. À. Mốt anh định nuôi theo kiểu sao? Cứ nó đã tàn nào đâu thợ coi cái mấy anh mà nghệ nhân ảnh coi bẻ chỗ nào mà anh bẻ cho anh không đành. À vậy là anh bẻ đúng bonsai luôn. Đúng rồi, chứ còn cái này cành lá rồi. Đỉnh cành bay. Này anh cho em coi cái cặp này, chắc em quay hồi đó em chưa thấy cái cặp này. Ở đây anh em có thấy hồi đó em đi quay vườn có thấy cái cặp chùm mồi này chưa? Chưa. Đây anh bà chị em mua ở người bạn ở ngoài Hà Nội người ta đóng ship vô cho anh á. À cặp chùm mồi nó trái, có trái không anh? Trái đẹp lắm. Em lên mạng em coi là cây chùm mồi là trái đẹp lắm. Như có dùng mạng luôn không em? Sao? Vô coi coi cây chùm mồi nó là sao? Anh còn chưa biết nè. Đó, tới nhà ở của anh là gỗ gỗ và gỗ ha. Còn đây là một cây vú sữa khổng lồ. Cây này hình như nó đang thiếu nước hay sao anh? Thiếu nước em. Phải không? Mấy ngày nay anh cứ anh vô nước anh nhiều quá thì nó không có vô nó được. Mà thiếu nước lá nó hơi nhăn nhăn trời. Anh tính tứ đó em. Này à. Tứ này nói chung này làm biếng 3 ngày nay anh chưa có tứ nữa. Cây này mà tưới chắc phải cả mấy khối nước à. Tưới khoảng 15 phút. 15 phút. Thì nó tưới ống à, nếu anh tưới ống này ống. Ống thì anh tưới 5 phút, còn nếu mà anh chạy ống này thì 15 phút. À. Này anh chị thấy 1 2 3 nhưng 4 mà, mét. Không à, em coi nó có cái hay cái này nè. Giá trị không có nhưng mà nó hay được cái này không? Không có giá trị anh. Cây giá trị quá giá trị luôn chứ anh. Không lỡ coi cái cây này quay kỹ cho mấy chị em mà mấy cái anh mà ảnh có thích cái chụp một cái hình để kỷ niệm á. À, lên chụp liền kìa nhớ. Anh có cưa một cái làm một cái ghế để cho ngồi chụp đây hà như lên đây đó. Trời mồi đúng không chứ không phải là chùm mồi. Không, cái này cái vú sữa. Vú sữa cái này rồi. Rồi. Đó là anh cưa một cái thân đó để là một cái ghế đó. Ờ hay quá. Đấy để ngồi lên chụp hình. Chụp hình hoặc là cầm ly cà phê để uống nước hay hay ngồi ngồi chơi. Đó. Đó ngoài lên đó. Mày đó cái giò lên dựa lên cái. Từ từ vậy em. Đó, em dựa lên đó rồi em quay qua đó trái tim nè. Anh thấy có giống trái tim không? Thấy anh, giống thấy anh. Đó. Cha cây vú sữa này chiếc này. Ồ. Lên tiền dữ rồi Hồng ơi. Dạ yeah, anh ngồi đó cho em lấy tấm hình luôn. Ờ à, đó đúng rồi. Chào quá đẹp luôn nha. Ồ cây này quá đẹp luôn. Em thấy nó ngộ ngộ nè, em quay kỹ nè, đừng có che cái lá, em thấy có giống cái có cái hình trái tim á. Có trái tim. Để em có quay đó. Thấy trái tim mà. Gặp em Như này nữa thôi cái. Cây này nếu em Như chụp hình kiểu này chắc sang năm mùa sau trái dữ á Hồng ơi. Chứ gì nữa. Đó nè trái còn vẫn còn trái nè nha. Vú sữa mà. Anh cưa đó, anh cưa làm cái ghế để ngồi đó. Chứ nó không có bị không có phiết gì đâu á. Cây này đẹp quá ta. Anh cưa để ngồi đó.
Cây này theo như cây này thì dưới sữa nó không có giá trị gì, nhưng mà em nhìn theo như em đi qua em nhìn thấy cái cây này nó lạ lạ không Hồng? Độc lạ luôn anh. Cây này là anh cũng chọn sẵn cái hướng đúng không? Đúng rồi. Anh chọn sẵn cái hướng để mình selfie vậy nè anh chị. Đây anh kim chụp ra là thấy nguyên cái hàng bên trong của ảnh mới này, mốt sao? Cái đó là anh mai mốt anh làm cái thác ở đây nè. Cái đất này còn của anh làm cái thác đây nè. À, rồi anh này ha. Rồi anh cho cái thác đổ xuống là cái hồ cá coi á, nhìn mấy cây mới đẹp. Đúng rồi, đúng rồi. Bởi vậy nãy em thấy chỗ này nó hơi tù chút xíu. Đó, anh để vậy đó. À. Phải có xưa mà có nay nữa mới hay em. Dạ. Cũng okay. Như em vậy đó thấy không? Giá trị anh chị. Cũng như em vậy thấy không? Đẹp trai cử này mà chưa có người yêu. Hàng hiếm á. Nhưng mà người ta để ý nhiều rồi. Theo như anh thấy anh chịu còn nổi đây ai rồi chịu nổi. Cái này chiều cao của nó là được cỡ 5 mét đó anh chị. Rồi tài ngang của cái nó chọi mồi đây, em. Đây là được cỡ cái này cây chọi mồi hả? 7-8 mét á. Ngang nó tầm khoảng đẹp 8 lắm. Mét cao khoảng trên 5 mét. Cây đẹp quá. Cây này chúc anh tưới nước, thiếu nước mà ba ngày anh chưa tưới. À, anh thấy gỗ của anh. Rồi mình coi cây chùm mồi. Chòi mồi nè. Cây chòi mồi hay cây gì? Chòi mồi anh. Cây chòi mồi. Mà nó dễ em. Đẹp không? Đó. Này cây chòi mồi. Nó dễ trồng lắm nha Hồng. Em cứ nói lên dụng gì. Ô không. Đây là một cái dược liệu quý anh. Đúng rồi. À. Kháng nấm, kháng khuẩn luôn. Ồ hay ta. Đây nè, anh nói em nghe nè. Quá em nói cái này em sao anh? Em quay cái này lên là cho bà con cô bác hay là thích cái cặp cây này chơi á. Ta chuyển vô xa đừng có sợ chết, nó dễ nuôi lắm. À. Hiện nằm đây nè em, giờ ba chỗ kia, giờ kia nó dẫn lên bình thường. Ừ. Rất là dễ nuôi. Đây anh chị, cái cây này có công dụng mà nhiều chị em yêu thích nè anh sao? Chống oxy hóa. Kháng khuẩn. Giảm đường huyết luôn. Cây này á, anh nói em á, giờ em nói anh mới nói cái cây này mà nếu em đi làm về hơi mệt mệt trong mặt. À. Em hái chừng 6-7 lá. À. Em nấu một chút xíu nước, em bỏ một cục đường phèn nhỏ vô thôi. À. Em uống qua ngày sau em rất là khỏe. Đó là một cái anh làm bên lúc nào anh chỉ anh vậy đó. Yeah. Anh nói thì cứ dùng mấy cái cây này đi. Hoàng tổng nó dưới đây á, tầm khoảng cỡ 100 nè anh chị. Không biết. Cây bên kia cũng cỡ đó, không cây biết, bên kia hơn. Không biết nhiều nha không? Đây đâu đây. Đó, cỡ 100 á có, bình thường. Nó phải hơn á, nó tính 100 là. Bữa nay lên cho tí tiếng cho bà con coi năm mới cho nó vui vui coi. À, cây này cũng hơn 100 nha anh chị. Rồi cặp này là cặp này về mình lấy cái trái đó là chống oxy hóa là dưỡng nhan sắc được á. Không, thế này mà nếu như mà cái cô nào mà muốn mà có hơn tàn nhang hơn nám nám nhẹ nhẹ thì mình có thể mình cũng trị được. À trị được ha. Thay thế kem chống nắng rồi đó không? Ồ hay vậy ta. Thế sao? Cái này có về có trồng cái được không? Cái này là đặc biệt là chị siêu tầm, chị biết cái gì là chị muốn mua. À. Từ Hà Nội chuyển vô chị cặp. À. Chắc chị cũng sợ sau này có chống quá. Đúng rồi, đúng rồi, chống quá. Già này lão da hay gì á, có chùm mồi chùm mèo đâu trị đó. À. Cái này của bà xã của anh nha, nhưng mà nãy quên nói nếu có giao lưu thì cặp này có giao lưu nha. Không giao lưu ha. Chứ để em nói giới thiệu rồi giao lưu anh Sáu anh giao lưu em cặp này cái mình không chia thì anh em nói mình xạo ha. À. Quá nó xạo cái gì cũng. Cái cặp đó là anh nghe thấy cái chống lão quá cái là hết giao lưu luôn. Hết giao lưu luôn, đổi ý liền. Đổi ý liền. Nghe nói chống lão giao chống lão quá. Đổi ý liền. Đổi ý. Rồi. Bây giờ mình sẽ qua cây bên này trước đi anh. Đây, xem bây giờ mới tới xem mai của ảnh nè. Một cây mai vàng xù. Chiều cao hiện tại là được cỡ 2,5 m. Em như đứng đi em Như. Ở tán ngang là được cỡ nhánh đi em. 4,5 m. À, tán ngang được 4,5 m. Cho nó tán ngang 4 m đi anh chị. Rồi. Cây này không biết sao mà anh thích đâu không? Nó xù hả? Nó xù, đế nó không đẹp nhưng mà điều chân tay chi cành nó lực quá. Đế nó là đẹp chứ. Đế nó là đẹp mà giờ những cây xù là đế thường em là thấy đế nó, xuông không à. Em thấy cái này tay chân nó rất nhào. Lực, đẹp. Nhưng mà cái anh á, hơi bẻ cổ. Anh thì nhào. Không xuất sắc lắm chứ nếu nhưng mà bậc lão tiền bối đâu mà nếu mà nuôi xuất sắc thì giao cây này cho mấy lão tiền bối thì nó còn đẹp nữa. Dạ. Cái này quá. Quanh nó tầm 70 anh chị. Đúng rồi, 70 mấy em. 72, cây này có đo 72. Đo ngay đây này nè. Dạ. Chứ đây hơn.
đây. Nếu mà mình đo cây thì mình đo từ cái bộ đế lên thoát thân phải 10, phải 5 đến 7 phân. Dạ. Mới là cho bà con cô bác coi mới chính xác, chứ còn mà đo mà kiểu mà đo buôn bán mà trên mạng anh em like like ăn gian kiểu này đo rồi nó phiền phức. Ừ. Còn cái này là anh không có đo mà để quảng cáo bán. Chứ dù anh em nào mà thích giao lưu á thì thích anh sáu cây này thì lỡ cứ thích rồi anh em mình hợp nhãn nói vụ bàn bạc với nhau, chứ không có nói mà hoành lớn hoành nhỏ anh chưa biết đo phải không. Dạ. Đo rồi cái nó không phiền phức lắm. Cây này cũng là một cây rất giá trị nha anh chị. À, tai chi của nó là đều văn tứ diện ha. Tai cành xù. Cây này thì nè, mà xem cái bông của nó hồi xưa là hồi Tết là nó chùm nè. Chùm không em? Còn chùm nè. Nói chung là mai này anh đi đam mê anh mua thì nói chung là anh cũng tìm hiểu khoảng 40% anh Tết mùng 3 là anh đi coi bông. Anh dạ. Hai vợ chồng là bắt đầu cúng kiến giếng nhà rồi đó, đầu phải đi xem mấy cái bông là coi nó cũng được mắt rồi mình mới mua cái cây này. Nó cũng nhiều tiền thì không nhiều tiền mà ít cũng ít tiền, nhưng mà điều mình phải xem nó là mình mua về để mình chiêm hưởng một cái bông đó, chứ để mua về mà thấy cành lá không thì không có bông cũng không được gì em. Cây này, mấy cây này ở nhà hồi trước anh có chụp hình chụp đồ gì không? Nhưng anh sao anh dở ở đó quá anh không có. Chụp lúc bông á mình chị có chụp không hình. À? Chị chụp này với chắc hãy hẹn anh Tết năm sau á. Nếu mà cây nào còn ha, cây nào còn Tết năm sau á. Mà cho là còn đi. À, cho là còn. Là mình phải quay lại rộp hết nguyên màu vàng, phải có video hay là hình đó, nó kỷ niệm. Em cho là còn. Cây này dốt ngọn nha anh chị. À, cây này một cây chật dốt ngọn rất đẹp ha. Cây mới là nó non, tình trạng cây đây nè. Chậu này 2 mét cũng vậy. Rồi kế ra bên đây cũng có cây là coi như là quá khứ bộ đế luôn nè. Chiều cao cái này được cỡ gần 3 mét anh chị. Ở dưới đây còn nữa không mà thấy anh đôn dữ vậy ta? Còn em? Ừ, nó lên tầm khoảng cỡ 30 nữa anh chị. Mới tới cái này đế này nó cắm xuống mà anh thấy nó giống củ tỏi quá không? Đúng rồi, tỏi giống củ cái tỏi. Củ tỏi đế củ tỏi chân dôi á anh chị. Đẹp. Nói chung là cây này cũng được 6 nút quá em. Cây gì mà anh kêu 6 nút hả? Không, mình có sao mình nói vậy chứ cây mình, cái này là mình nói 10 nút người ta 15 16 nút sao được, mình phải nói 6 nút. À. Chứ không có hơn cô nói nhiều cây mình đi dùng nhiều cây còn đẹp lắm em. Không, bộ đế này là thấy tuyệt vời luôn á. Như biết tại sao gọi là bộ đế củ tỏi không Như? Tại nó xè. Ờ đúng rồi, nó xè nó củ tỏi nó đều. Cây này cũng một cốt chót ngọn luôn. À. Bông dữ lắm nè, đó hút bông nè. Anh không. Mới con sơ lại anh chị. Không, em thấy lật bông nè. Dạ. Chùm chùm đi, giật giật. Anh mới con sơ lại á, bông nó nè. Cái này quanh eo nó được cỡ 60. Gần 60. Lại chỗ nhỏ nhất á. Còn nó là phải hơn. Này chỗ này là hơn 60 anh chị. Ha. Cây quá đẹp luôn, cây này anh để trước mặt tiền luôn ha, một cặp luôn, cặp sầu anh giờ biết đó em. Dạ. Cứ mai cái anh giờ chỗ này cái anh thích anh giờ đằng kia anh vòng vòng mấy cái đứa xe cẩu đó, cái ông giờ đứa ông Kiền hay ông Sáu đó, anh thích anh giờ biết vậy đó, mày cho anh mua xe cẩu luôn giờ cho nó dễ đó. Tiếp tục coi cây số 3 nè anh chị. Cây này dáng trực lắc nhẹ nè, siêu nhẹ cái nó trực lên ha. Cây là cái có bộ tàn rất đẹp y như cây thông, bởi vậy là anh treo đèn lên luôn kìa, đèn à. Lắm đây Tết đây trời tối á em, chị em treo đèn á, trang trí. Dạ. Đốt đèn với pháo cây, hai cây pháo hoa điện á. À. Nổ đẹp, đồng đèn đẹp. Mấy anh kia anh cứ tưởng đâu quán cà phê, cứ anh chạy vô rồi anh nói có quán cà phê không, nó không phải, đây dừng kiển mình trang trí mình chơi sẵn, anh mấy anh vô mấy anh dòm ngó cái đi. Cây này thì nó lên chi cành nó nhặt hơn cây bên này nữa nha. Nhặt hơn em. À, cây này bông dữ hơn á. Bông nhiều lắm. Cái này bông dữ hơn nha anh, phải không? Nhưng mà nói chung là mình nói cho nó có, nếu mà nó đẹp nhất vườn bông á. Dạ. Là cái cây đi. Đây anh đang chỉ. À, từ từ. Cho em coi chứ đừng để em quay đó, đẹp nhất vườn cây đó. Từ coi cái này trước. Cái này chiều cao của nó là được gần 4 mét anh chị. À, đáng ngang của nó là được gần 3 mét ha. Hoành nó cũng trên 60 đó. Em
Không. Dạ. Nói cho vui, em quay cái bông mai này cho anh cái coi. Đâu. Anh gắn lên đây cái đi rồi nên cho mai chiều anh lên Bình Dương hỏi chú Sáu bông này chú Sáu bằng chắc thua bông mai của chú Sáu quá. Ồ, cái bông này em thấy cái bông mai thiệt ở ngoài nó bự bằng vậy luôn đó anh. Có anh có một cây nó chém mười đó, cây nơi đây nè. Có, à. Anh có một cây để chú anh cho em coi bông cây đó. Ủa, có cây siêu bữa em coi có cây siêu bông bình loại. Em cái em bông nó bự vậy em quay trên kinh á. Dạ. Em quay trên kinh đó, anh thích em là cái mai vàng á, em quay trên kinh là thấy thương anh Út nè. Anh Út Đực nè. Dạ. Anh Phương Bình nè. À. Chú Sáu nè, đa mê mai. Mà mấy bậc thầy đó là chơi mai tú quý ghép là nhiều. Nhưng mà đều phải học mấy thầy đó. À. Mấy thầy đó là nói là mình phải nghe lời mấy thầy đó mình học. Chứ mà chơi mấy người đó là tôi không chịu á. Người ta dân đẳng cấp cái mai ta nhìn bông ra giờ nào. Nở giờ nào làm giờ này mà cứ lên nhầm khi ông nào không có cây mai chơi, không có tranh cạnh người ta là bình luận tùm bậy tùm bạ là thấy không mê. Chứ chú Sáu với Phương Bình với anh Út Đực là thấy số 1 rồi. Nhưng mà giờ ai nổi tiếng quá là cũng sẽ có cái người vô người ta không thích. Không em. Mình con người với người cái có thì nó có không. Nhưng mà tỷ lệ ít thôi. Như cái anh Mạnh Hùng đó. Dạ. Anh cũng đàng hoàng, anh biết chơi cái anh nào anh tàu lao anh bên vô anh nói tùm bậy rồi anh cãi lộn anh còn nói vô giường tôi không cho, không cho là phải. Chuyện anh làm chuyện người ta làm mắc mớ gì xía vô chuyện của ông. Dạ. Tôi thấy cái ông đó tôi cũng bữa tôi coi kinh tôi bực, tôi nói ở đây gần nhân tập tôi rủ Mạnh Hùng với tôi tàu rủ đi nhậu cho ông sai đạp ông xuống cầu luôn cho rồi. Thiệt tôi nói tôi không có ngại đâu. Dạ, cái mình cây. Mình nói đúng chứ nói sai gì ông. Chuyện người ta làm chuyện ông làm ông tự vô ông không tan chuyện ông chia vô cái ông nói với Mạnh Hùng nói, ông này tàu lao hết trời. Cây chấn vườn của ảnh nè bà con. Đó, cây này chiều cao trên 5 mét. Coi nè. Đây em quay cho kỹ cho 8.4m5. Cho bà con coi nha. Không phải là mình này không phải mình phe nha, là lỡ hồng tới đây rồi thì hồng quay phải cho bà con hơi chiêm hưởng được cái bộ đế nó cắm nó bự xuống cái cỡ nào nha. Dạ. Đây nè. Còn càng môi nó càng xuống. Ồ, này dữ á. Đó nè. Cái này là nói hồng em quay không phải là anh Sáu mà để phe cây phe gì nhưng mà cho em quay cho nó rõ phải không? Dạ. Chứ còn như mình cũng không có hơn ai đâu nhưng mà của mình thì vườn mình nó được khoảng 3 nút. Người ta 9 10 nút thì mình mới mình 3 nút thôi. Này anh mới tới thấy anh mới bỏ cho tấu anh đậy cái rễ non là sợ nó cháy đó. Dạ. Rồi anh thấy bụi bặm quá anh tưới cho nó im im. Dạ. Với ngày mai anh đi công chuyện rồi anh tưới cái rồi 3 ngày nữa anh quay về rồi anh nhấp cho nhẹ nó chứ cây này đâu có lá nhiều đâu mà tưới em. Trời ơi cái cây này chắc phải để cả tuần. Nhìn còn cái bông giảo nè. Nè. Này không? Dạ. Nè anh nhìn cái bông giảo nè, bên đây anh qua đây anh ngó nè. Còn cái bông gió cuối cùng nè. Đó. Đây anh nhìn đẹp kìa cái bông gió cuối cùng bên kia kìa. À rồi thấy rồi, em thấy rồi. Đây. Đây bông này thấy rồi, đây. Cái bông gió này nè. Nè, cho em coi luôn nè. Anh coi đánh giá coi cái bông này may riêng mà nó được vậy là thế nào nha. Em sợ gãy luôn hả anh? Không. Cổ nhà nếu mà có gãy là cũng không có đền ai, còn của người ta mình không dám trèo. Có người khách là mình trèo là mình phải hỏi ý kiến người ta cho hay không. Đúng rồi. Còn của nhà mình có lỡ có rác ruột chút xíu cũng là của nhà của mình. Nè. À, này bông vàng 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 ngợi anh chị ơi. Đó, nếu mà riêng của nó là nó già tuổi mà kiểu này em thấy còn được chưa? Nhiều cánh luôn ha. 2 4 6 8 10 12 cánh. Thì anh nãy anh có nói cây này nó đẹp. 2 4 6 8 10 12 14 cánh anh được ơi. Được không em? 14 cánh. Được không? Được. Nãy anh không dám nói, anh nói em không tin để cho kiếm bông cho em coi. Cái này bông màu vàng ngợi luôn anh chị ơi. Ha. À, không biết sao không Hồng? Dạ. Anh Sáu hồi nãy anh Sáu không có dám nói chụp hình ha, bông à. Đẹp để cho em coi một cái bông đây khi em mới nói được nhiều khi cây này mà anh nói không tin. Cây này đúng bông đẹp nè, bông đẹp cánh tròn ha. Nè không? Nè, anh chưa. Cây bông đẹp. Anh làm cho em quay cái là cho em Như về Tiền Giang cũng quảng cáo cho em Như. Cây nào có cây nào hơi được vậy cái hai anh em mình cây lẫn... đẹp quá anh chị ơi đó em vô quay cái đế đi đó này à, thấy chưa nhìn đó rồi đế đều tứ diện ha được không em ha đế 12 giờ cộng lớn anh chị ha đế 12 giờ cộng lớn cái bồn này ảnh thu lại tầm khoảng cỡ 1m4 1m5 không em anh á là anh nói em ha lúc trước á anh lỡ anh thu bự vô nhưng mà anh sợ rễ ra tới anh tắn hai cục gạch
Hai cục gạch khi anh bỏ phân xô dừa xuống đây rồi, khi nào được 4 tháng mình thấy lá non, lá cành chi nó hơi lá lá dài mạnh mạnh rồi, anh mới mò nhẹ nhẹ ra, anh thấy rễ nó ra, anh mới dỡ gạch lên cho nó đi ra một cái lớp rễ hai nữa đó, đang cho nó mạnh em. Nhưng mà anh giờ cây này năm rồi, anh giờ hai lần nóng ruột em. Anh giờ chi đâu nhiều dữ vậy? Lúc trước đặt vị trí đặt kia kìa, cái xe ra đậu chỗ cái nhà xe anh á, anh làm một dải nè, anh làm nhà xe đây là anh thấy thụt lại, thụt lại. Cây này bông đẹp quá, mà mình xem những cái chân bông cũ của nó nè anh chị ha. Cây này là một cây rất đẹp. Cây đẹp vậy mốt anh có chia không? Sao em? Cây đẹp vậy mốt anh có chia không? Đã một khi nó mời em tới đây rồi, mình nói là mình có giao lưu, mà mình thấy cái đẹp mà mình nói mà không giao lưu thì bà con nói mình có cái tánh lòng tham thứ được. Ok. Thấy không? Dạ. Thứ anh em mà cứ thích anh Sáu ơi, tôi cũng có một cây để muốn chơi thôi, anh em mình tình cảm để giao lưu chi với nhau để anh chiêm hưởng được vài năm, rồi cho tôi chiêm hưởng vài năm coi. Dạ đúng rồi. Mình chia sẻ mà. Cây không này có cái cây gì là của mình đẹp. Dáng trực một cốt gióc ngọn anh chị ha. Này gióc ngọn luôn nè. Đó. Cây đẹp. Anh để ngày mai này anh xuống với Mạnh Hùng chơi, chắc Mạnh Hùng biết anh. Mạnh Hùng dễ thương lắm á. Chả hiền chứ gặp cái ông bữa mà cái ông mà ông nói tôi thiệt với ông là tôi thấy trái chữ ông kia bộ. Tôi cười không, tôi nói đụng có tôi chữ phụ cho. Tàu lao ta đang làm cực khổ gần chết, cho bình luận vô chứ nói tàu lao âm binh không. Mạnh Hùng cho nó nói đúng chứ không phải sai. Chuyện của chả ta làm, chuyện ta ta làm cái tự nhiên. Ông vô tùm bậy tùm bạ. Không biết anh là làm nốt chữ nào nên mà nếu cây này mà kính cây là dữ dội lắm anh nha. Anh nói thẳng với em á. Kính cây dữ dội. Anh nói lắm. Thẳng với Hồng á là nói chung thì anh cũng không hơn cho mấy mấy mà anh chị hay là cô bác lớn đồng nghiệp chơi trước. Dạ. Thì anh nói em là anh nắm được cũng anh cũng biết chơi cũng 40-50% thôi. Dạ. Nhưng mà cái làm nút á thì nó cũng không phải dễ không phải khó, nhưng mà cái cây này cây riêng của mình với cây già á. Dạ. Mình mới thường nay có năm mấy hai năm mình đâu có dám ép nữa em. À. Không ép. Chứ nếu cây này với đất trồng được chừng 4 năm là anh dám làm nút anh chơi. À. Thấy không? Nó cắm xuống con này trên chậu thường rồi, nói chung là cây nó già nó lớn tuổi rồi em cho ta chở nặng quá sao ta chịu nổi. Dạ, bây giờ lát ở giữa khu vườn của ảnh là có một cái đồi, ở trên đồi này rất là nhiều mai. Xung quanh cái đồi này cũng có rất nhiều mai. Bây giờ em đi một dọc vòng xuống đây rồi chút nữa em sẽ lên cái đồi, anh chị mình đón theo dõi tiếp theo nha. Nói với Hồng anh nha. Dạ. Anh thì chung xin lỗi, anh cũng nói thẳng không phải là ông Mạnh Hùng, anh chưa biết ổng bao anh ly cà phê nào mà anh bên ổng. Dạ. Nhưng mà cái anh gì mà anh nói với Mạnh Hùng thì tôi xin lỗi anh, là tôi nói câu đó tôi đạp anh lọt cầu, anh cũng có đừng buồn tại anh nói bậy quá tôi mới đạp anh lọt cầu. Chứ không phải là tự nhiên mà tôi chửi anh năm mới là tôi chửi anh. Không, ảnh nghe được, ảnh cũng cười thôi à, tại vì nói chung tại vì tôi thấy anh chọc, là tôi không phải là tôi bên ông Mạnh Hùng, ông chưa có bao tôi ly cà phê đen nữa. Đưa thuốc nữa, nhưng mà tôi thấy ông tào lao, ông chửi người ta chửi tùm bậy. Rồi anh Hùng có tới đây nhớ chạy qua nói rủ uống cà phê liền nha. Không có, tôi không phải là tôi nói. Dạ. Không phải là trong huyện Nhân Trạch hay là bằng ăn đồng nghiệp chung tôi bên ảnh, nhưng mà điều cái nào mình không phải là mình nói ngay cho người ta sửa lại. Dạ. Không. Cây này cũng bộ đế cũng tương đối đẹp nè anh chị. Này. Nó đẹp luôn với tương đối gì nữa. Nè. Nè, bộ đế đẹp. Cây này bông nó cây này anh nói thiệt với em ha. 90 với cái này nè. À. Cây này nè. Tiêu chuẩn chọn cây ảnh cũng là đế là đầu tiên hay sao á. Đây em. Đế đẹp. Nó lại là cái cây nãy em nhắm không? Đúng rồi. Lai lai này nó cây không có đọt á. À. Không. Đúng rồi, cây không có đọt kia là nó. Anh nhắm nó cắm xuống á. Đúng rồi. Mà nó bự đế hơn. Nó bự hơn. Cây nó bự gấp rưỡi cây này. Được cây này hả? Vậy chứ hoành nó cũng 70 nha, trên 70 mà anh chị. Nè, không, mấy hoành. Anh Sáu nhích nhích ra cho em ngó em quay cho cây sẵn này cho bà con anh em ngó bình luận vụ cái đế sao là chỉ anh, nói chung là mai chiều anh cũng điện chú Sáu chỉ cho con cái chiêu bỏ phân bón rồi sao rồi này kia đâu. Anh có điện chưa? Chưa điện, nhưng mà thấy chú Sáu thấy ông thấy thương quá ông ơi, ông già mà ông chịu làm ngon lành quá. Cây này thì một cốt nó lên hai thân nó dính một, dính liền một nhau. Ngày ha, anh coi cái coi qua coi lại của kênh chú Sáu, em quay với cổ anh Phương Bình ha. Dạ. Với anh Út Đực mà anh coi anh bỏ ăn cơm luôn á. Trời ơi. Anh ghiền á. Anh ghiền chứ gì á. Dạ, cây này cũng cao 5 mét nè. Cái bữa anh coi sao? Toàn 4 mét. Anh kể cho Hồng nghe sao? Dạ. Anh đang đi cúng quầy cái nhà anh quầy quầy đường quầy Lý Tự Trọng nè. Dạ. Anh đang cúng vừa cúng ra cúng đất quậy cái anh về anh mở coi cái tự nhiên ủa. Cái ông Mạnh Hùng này ở Phú Đông mà sao mà lại ông nào mà ông chơi kiển mà đâu có gì đâu, ông nào mà chữ ông tào lao lên comment gì đó. Cái tôi chạy tôi kêu bà xã tôi. Em nghe cái gì?
tự nhiên tao chơi mai mà không có gì, cái ông nào ông khùng điên vậy, ông chửi luôn. Ông kia ông comment, ông nói tùm bậy tùm bạ. Ở vườn anh em thấy có cây dưới đất kìa, cây gì mà mùa đế dữ dội dữ là. Cây nhãn em. Cây nhãn ha anh. Anh. À, giờ lắp lại ha. Không có anh ba ba cho bạn. Anh nói thẳng với em thì không phải là cái chuyện gì anh nói, nhưng mà điều mình cái gì mình nói cho nó đúng, mình lớn rồi. Dạ. Ra đường mình cái lời nói mình cũng quan trọng lắm. Dạ. Ta tôn trọng lắm. Coi như em với hồi nãy anh cũng nói xin lỗi em có chưa có anh có nói em nói là em chưa có vợ có người yêu chưa. Mà em đi với em Như nè, em biết em với em Như là thế nào, anh cũng xin lỗi anh hái hai tay khế anh nói đó. Đúng rồi. Có thì đặng anh ngừng lại, còn không có thì anh giới thiệu cho hai đứa em vợ coi em chọn dạ. đứa nào. Dạ. Thấy không? Em có giận nha, tại em nói không, em nói là em với Hồng là không có gì nhau. Dạ. Thì mai chiều mà anh về rồi mà nói nhỏ là không đó, không làm em buồn ghê là bị đòn á. Đúng không? Mình phải nhìn nói cho nó thẳng thắn đàng hoàng. Chuyến này là em phải về Đồng Nai nhân tạp, em đi quay với anh suốt luôn, em Như đi qua một bên. Chết rồi. Em phải nói thiệt đi. Có thì nói thiệt là anh biết. À, đúng rồi đó anh. Cái này về Đồng Nai rồi bà con ơi. Nè, nãy giờ mình quay mấy cây mai tốt. Mà mình không quay mấy cây mai xấu cũng không được, phải quay cây mai xấu bệnh hoạn cho ta coi. Cái này anh... giống như bị nước hay gì đây. Chó môi. Dạ. Chó môi cắn đứt rễ đó rồi nè. Chó môi nè. Nó mới có bùng binh đi nè. Ừ. Cắn đứt rễ nè. Nhưng mà anh Sáu, ngày mai anh Sáu lên, Sáu cắt con lên, thúc ép chậu vô. À. Bồng đẹp lắm. Ghép luôn. Thúc ghép luôn. Nhưng mà chắc cũng phải... Nhưng mà cây này em nghĩ chắc chưa, anh chưa đâu. Ghép được liền tháng, đâu. Tháng nuôi cho tháng 4 hoặc không ấy ngưng lại sang năm luôn. Dạ, cho nó mạnh đàng hoàng chứ. Cây này nó đang bị yếu á. Nhưng mà ghép là anh cũng... nói thẳng với em là anh cũng chắc anh lấy cái mai này anh ghép. Cái này nè. Anh lấy cái này. Anh cũng ghép mai... Bình... Anh ghép luôn cái cây này, cây mai vinh này hả? Đúng rồi. À. Anh chơi thêm khăn đi. Cây đó cái bông vàng ngợi á. Nó đỏ ao à, nó đỏ như nghệ cho cừ á. Dạ. Nó ngộ lắm. Cây này không biết nó phải bị nước không à. Anh xài nước gì? Thì anh nói với em là anh cứ nước giếng không, chứ đây anh rửa trên đồi trên rừng mà không đang có nước sông. À, anh xài nước giếng có bị phèn không anh? Không, giếng không có phèn đâu em, nhưng mà có thấy cái là... Cây kia không bị trái không. Lá mà cây này bị. Anh có lỗi là lỗi vậy nè. Do hôm Tết đó là cái nó trổ rồi, tháng 10 nó trổ rồi, cái nó lát đát lại, cái anh tiến thấy có lá nửa lá lon nó già đó. Dạ. Anh có lỗi là anh vô phân. À. Một lớp gốc, một lớp lá, anh đánh chân nụ. Dạ. Rồi anh lỗi cái phần đó, rồi cái anh thấy nó bị anh sợ anh xả nước cho nhiều vô nên anh tính trôi phân đi đó. Dạ. Rồi thành nó bị 2-3 cái nó đánh lộn xộn trong đó luôn. Bây giờ chứ rượu đánh lộn xộn luôn, anh biết cái nào mà nó đúng nó tặc á. À. Vậy là cái gì bị trái phân á. Trái phân. Trái do phân. Còn cái này đế dữ dội quá, cái gì đó anh? Cái nhãn em. Nhãn xuồng, biết nhãn xuồng luôn kìa, hay vậy ta. Đúng không anh? Cái nhãn này á, nếu mình đúng nhãn xuồng của nó tránh cống là phải thêm chiếc xuồng của anh nãy để ngay đây là mới là nhãn xuồng. Đúng không? Dạ. Đúng là có tiếng xuồng, có nhãn nhãn xuồng, còn giờ có một cái nhãn mà kêu nhãn xuồng, có chiếc xuồng đâu kêu nhãn xuồng. Phải đem chiếc xuồng nãy á. Vậy cái này nhãn gì đây? Nhãn xuồng. Chọc à. Mà em anh hỏi em nè, em nói nhãn xuồng mà em có biết cái thuộc bản bài ca dòng sông quê em chiếc xuồng nhỏ không, em kêu nhãn xuồng. Vậy là phải về học đây. Để nói chơi vui chứ cái cây này gặp cây mai cái thôi thứ nào chịu nổi hào không. Dạ đúng rồi hả? Cái hoành eo nó không đã cho anh trăm rồi mà gặp cây mai gì dễ gì tới anh mà được em quay ngày hôm nay, tại vì anh chơi sao người ta làm sao thì anh biết được cái cây này. À. Thấy không? Ờ, cây này cũng là một cây rất đẹp, có chia cây này luôn không anh? Cây này hả? Thôi cây này chia gì, cây này để cho có trái rồi cho con cái mình nó ra nó. Ờ, cây này quá đẹp luôn. Dòm ngón hái một cái trái anh nói thiệt, bây giờ anh nói anh bên đợi vườn bên kia kìa. Dạ. Mấy đứa mà làm gỗ công nhân anh nó hái bưng thúng luôn trái lớn nè. À. Trái dữ lắm rồi anh cắt anh đấy qua đây cái anh đem qua đây anh mới giờ trồng rồi nó xum xê anh cứ tệ anh cắt đứa em coi nè anh uống anh cắt bỏ nè. À. Xum xê luôn. Mà ông nội nữa cứng ngắc cả uống về đông đinh. Cây đẹp đó. Còn cái này là anh trồng những cây nhỏ nhỏ ha. Cho tầm trung phải không? Cây này nhỏ nhỏ không em. Mà bông đẹp em ơi. Nó nhỏ vậy chứ cũng 50 hoành có nha anh chị. Bông đẹp. Hoành từ 40 cho tới 50-55. Cái cây này đẹp nè. Cái cây này là ok nè. Cây này mà nếu mà trúng đại ca nào mà đóng ghép đàng hoàng lên cái chậu 8 một cái thôi hết chịu nổi luôn. Đúng rồi cây này. Đúng không? Bộ đế tròn xe luôn. Đó. À. Cây này mà nó thì với em cắt cái dọn này sạch ra ha. Nè. Hoành nó tầm trên 40 anh chị. Đúng không? Dạ. Đúng mà đại ca nào mà làm cho ngon cái đâu đóng bo vô đâu đây nè.
Không, em cho mẹ móc tôi xuống vô ông anh Hùng, tôi kêu ông ghép, tôi mời ông lên đây ông ghép giùm tôi không? Gần đây cho nó dễ. À. Không? Chỉ tôi một thế coi. Rồi, anh Hùng anh chỉ anh Sáu đi. Mà trả kỹ ông, trả mới chơi đây mà trả nên giờ trả cũng nắm được cơ bản khoảng 85% rồi đó không? Dạ. Anh mới chơi tầm khoảng 2 năm. Trả chơi sau tôi 4-5 năm đó. Nhưng mà tôi chơi mai riêng không, tôi không có si tầm mai ghép mai gì đó á. Tại vì anh chuyên trồng cây, anh rành lắm. Cho nè. Có tứ quý luôn nè. Cây tứ quý bút măng non nè, 65 của anh nè. À. Bút măng non nè, đang lên tính ghép bạn nó xin về Bà Rịa nè, mày nhổ đi. À, cho luôn. Cho mày đó. Không biết cây tứ quý mình không thích hay là cái người yêu mình tứ quý rồi ta cốp rồi cái mình tranh cạnh là sao mình không chê, mình chê nó ta. À, tứ quý nè anh chị. Không thích tứ quý, nói chung là cây này tầm hoành 4 mấy ha. Anh không thích tứ quý. Anh không thích mà bây giờ tại vì vợ anh con anh nói ba có để một hai cây cho có này có kia cho nó dễ coi. Dạ. Chứ đúng là anh không thấy nó. Mà anh còn cây tứ quý bự nữa nè. Cây này hoành 60 á. Cây này hôm qua hôm kia gì ờ để coi, bữa mùng 6 á. Dạ, chào thằng em vô đó chơi nó anh Sáu để cho em 30 triệu đi luôn em Sáu. Tao nói để 30 triệu làm gì? Hả? Giờ cây này có cây thôi để ghép chơi, nó 30 triệu tao nói mày thích mày bưng về đi, còn tiền bạc không có tính. Mày ghép đi rồi mốt mày chân năm tao chân năm. À cây này hoành gần 60. Ừ, anh kêu nó về ghép chơi đi rồi nó chơi được năm đi. Rồi anh Sáu chơi năm, khỏi có bán. Mà cây này nếu mà có ghép đàn bữa nay 24 ha hả Hồng. 25 27 chơi mới ngon. 2027 mới cứng cây. Đúng không? Ừ 3 năm đó ha. Đúng rồi. Ghép 2027 mày nói chơi đứa 27 tới anh chơi 28 rồi cây nó già nữa rồi. Dạ. Nhưng cây này nó không đẹp mà nó già cây đó cưng. Dạ cây nó phải già rồi. Dạ. Cây nó tới hoành gần 60 mà. Dạ. Hôm bữa nay là anh trồng mấy cây mai vàng zin nè. À, anh chơi hai cây ổi kỳ cục không? Anh chơi kỳ cục hơn ta, anh chơi tá lạ mình á. Nói chung là anh chơi mày cây kiểu như hồi xưa để anh chỉ chuyên ảnh chơi thôi chứ phải là buôn bán kinh doanh anh chị. Kinh doanh. Mới trồng tùm lum vậy nè. Cái đồng tùm lum chứ kinh doanh nên đi một lọt một chứ. À. Đây nè. Rồi trước anh nghĩ sao mà mình trồng thấy cũng theo hàng theo lối anh, đẹp quá nè. Anh hồi đó anh kể cho em nghe nha. Dạ. Anh đó nói sự thật nha. Hồi đó là cái đá này dưới đây là anh đổ sâu xuống khoảng 4 mét. Ừ. Nó hẳm. Dạ. Rồi bây giờ Phan nói đó đi cho bà con coi rồi bà con mới em ra đây để anh cho thấy đàng hoàng. Rồi anh mới nói cho hình cho rõ ràng cho bà con biết để nó khi anh Sáu nói u ông này ông nói tầm bậy cái ông kiểu bình luận chữ như ông tôi như ông anh Hùng vô cái vụ kia nó chết luôn à. Nè. Anh cho em coi nè. Em nhìn cái chiều sâu. Ồ, sâu lắm anh chị. Thấy chiều sâu không? Đúng rồi, sâu khoảng bên 5 mét. Quận 2 quận 9 cả. À. Có đúc đứng trên đầu đúc đèn thấy đẹp lắm. Thấy không? Em thấy rồi. Và các lái bên nãy đi lên. Ừ. Thì anh phải anh đổ đất đây sao không? À. Rồi anh mới đầu anh đổ xong cái anh trồng đá xong cái đầu nó bị chết, nó bị cái đầu nó ráo rồi đổ đá lên anh lấy xi năng á. Ừ. Anh cứ anh xuỡn lên. Anh xuỡn lên vậy cái đầu gạch đẩy vô, đổ cát lô sắp xong đầu. Bỏ nó xuống dùng sẽ vừa tưới nước chứ không có gì á. Ồ cái này biết công trình cũng khá lớn nha anh chị, không phải là một sớm một chiều làm được đâu. Em thấy cái độ này sâu hơn nữa nè. À. Tại vì nó có cái độ trũng. À. Nó nghiêng, nó sâu kỳ cục lắm. Bởi anh đổ đá với hàng rào đây anh làm đây anh đổ, anh xin giấy phép anh đổ cũng anh xin giấy phép cả năm mình mới là đổ được á. Đá tăng cai biên hòa đó em. À, vậy là nguyên cái khu biệt thự này của anh là đó, phải nhìn sâu không? Sâu lắm anh chị. Ha. À. Ừ, người ta dưới trũng. Rồi cộng luôn cái gò nữa anh chị Hồng. Này cây gì đó anh? Cây này cây nhãn, cây này cây ổi. À. Cây này ngộ em. Còn cái cây này cây gì anh không hiểu cây gì em. Anh kêu con rắn không nó giống con rắn ha. Nè, nó giống con rắn nó không phải như quỳ như thế nó ba ngộ anh. Cây này á cây giống cây dở Tân Châu á. Không biết dở gì. Bông thấy ghét lắm. Nè bông nó nè. Thấy ghét là lưa thưa. Nhưng mà anh nói với em á chơi vườn phải có cây đẹp cây xấu mình nhìn mới đã. Yeah. Chứ nhìn đẹp không cái mình không có quan mình không có xác nhận được cây nào đẹp cây nào xấu. Phải có đẹp có xấu mới. Anh con năm sau lại sửa lại tàn mới đẹp. Không. Bây giờ anh để cho nó mưa anh mới con. Bây giờ đang nắng con nó bị nóng để rớt mưa đi. Dạ. Rớt mưa con. Giống cái cây anh là giống như hơi bị dư nước hay sao? Nó bị dư nước. Thẳng thư cái gì nè. Lắm. Anh đâu phải là anh nói em. Anh không phải là xin lỗi nói bà con cô bác nghe thương. Anh không phải là để mình nuôi để chuyên nghiệp để làm nút làm lá để bán. Dạ. Cứ ở nhà cứ quẩn thì ra tưới nước không quẩn thì
đi công chuyện khác. Cây món này ăn không lá đẹp nè. Nè, em nói nước là anh không có chịu, có thể dư nước có chứ, nếu một nguồn nước mà sao được vậy. Đúng rồi. Một nguồn nước nếu nó dư nó hết bị hết vườn. Đúng rồi. Ừ. Nó bị hết vườn là nó do nè. Cái nước giếng của anh á. Nè, cũng bông cũng nè. Còn nó giá nè, thấy không? À, không thấy bông xấu đâu được lắm. Thằng này là xuất sắc luôn nè. Lá đẹp nè. Thằng này là xuất sắc nè. Tụi nó xin ghép dữ lắm nè. Thằng này là bông nè. Không biết cái bông nó loại gì. Tại thường cái nguồn nước ở Đồng Nai Nhân Trạch này là nước ok em, lắm mà. Em nhìn coi bông nè. Thấy không? Nó cũng tàn cánh nhiều lắm. Mà không biết sao không? Em nhìn cây này, tại nếu mà anh về, nếu mà cây cái người mà hay như cổ chú Năm với anh Bình với anh Út ha. Dạ. Dù cho nó cây này nó đồng ý nó nhỏ gốc mà những như mấy cái tàn này nè. Nhạo chi đều điệu đó mà ảnh mà lên chậu anh làm một cái chịu nổi anh mới sợ á. Đúng rồi. Anh đâu có biết làm. Nhìn nó hoành nó không phải hoành lớn so với mấy cái cây ở ngoài kia nhưng mà nó cũng là cây lớn nha. Và cao cũng ở 2 mét rưỡi. Em thấy nhạo cây nó nhạo rồi nó ấm nó kín nó sao thấy không? Nhưng mà chuyến này anh kéo em, anh cầu kẻ mình chằng chằng rồi nè. Dạ. Mà anh đâu có không? À, anh nhiều nhiều cây quá mà. Anh nhiều cây với anh làm bên gỗ chánh, gỗ là chánh. Anh mới thôi mấy người á chứ hả? Anh gỗ là chánh, ông có mấy anh em làm bên đó à. Là không phải làm cái này. Mấy anh em làm bên gỗ, ví dụ là ngưng gỗ rồi anh kéo ở đây làm cỏ. Ừ. Xong kéo về bên đóng ba lết làm gỗ. Chứ không có mướn người, có một anh là uống cây cho anh thôi. Anh uống cây của anh hồi xưa là anh ở đâu lận? Anh này thì anh ở miền Tây em. À. Không phải là uống cho anh, uống cả huyện Nhân Trạch này luôn. Ghê vậy? Ồ, anh đi lãnh, anh uống, anh lãnh cây không, anh uống cả huyện Nhân Trạch này chứ không phải là uống mình anh. À. Nhưng mà anh lãnh, dù mình kêu ảnh, nhầm khi có người kêu 2 năm chưa uống được. Em xuống em hỏi Minh Hùng vòng vòng chứ 2 năm chưa uống được. Anh uống kỹ nè, anh cho coi bông, nói chung là nó cũng không có đẹp gì mấy, nhưng mà em coi bông nè. Nè, cái mai vườn mai này nó thiệt, em nó phải bãi nút. À, cái, bông này quá đẹp rồi. Cái vườn mai này bông nó đẹp dữ lắm. À. Cái vườn mai này nè. Dạ. Thấy không? Cái mai zin mà bông dày thâu chứ. Đó em nhìn đi, để mình cho bà con coi nè. Này. Em thấy không? Nó đẹp ngon lắm chứ nó. Nó gần 7 xăng rồi đó chị ha, gần 7 xăng rồi. Nó đẹp dữ lắm nè, bà xã anh cột dây với kêu anh ghép nè. Bà cột dây quá trời luôn nè. Cái đẹp nè, mai zin này đẹp nè. Anh cho nó tầm khoảng cỡ 30 nè. 35. Nè bà xã anh bà kêu đừng có mua bo đâu hết á Hồng. Ừ. Nè bà cột dây nè, bà làm bà kêu anh lấy cái dây này lấy mai mốt đưa đóng bo đi, đẹp quá đẹp, bông bự á. À. Bà nói thôi anh đừng lấy đâu bông này, anh coi bình lợi siêu bông, bình lợi siêu bông Thủ Đức đồ thì nó cũng 80 90 rồi. À. Anh cứ chơi mai này đi anh. Nè đó. Nè, vậy này. Là bà xã anh cũng mê mai lấy chứ bộ. Bà xã anh bảo chơi, bà dụ anh chơi nè, anh đâu biết chơi. Bà dụ bị dụ chơi ha. Đó. Em nhìn thấy không? Cái vườn anh nè, anh chơi hồng coi nè, anh trồng nè, vú sữa nè. Mít mía đu đủ nhãn nè, cái này là anh chơi chứ không phải là anh kinh doanh. À. Chứ để nhầm khi bữa nay anh cực quá anh lên mời em lại là anh kinh doanh đến giao luôn. Kìa. Anh giao lưu cho anh bớt cực chút xíu phải không? Dạ. Chứ nó chặt quá rồi chứ để nhầm khi tôi nói ông cũng kinh doanh là anh kinh một món mai thôi. Dạ. Con này giờ anh mệt rồi anh kia bớt thôi. Nhưng mà anh em nào thích thì lại gặp anh thì anh chia về có vườn rộng rộng á. Rồi mình đi ra phía ngoài là cái mình vòng lên trên đầu mình coi cái sao anh. Thí dụ Hồng biết sao? À. Dù anh em nào mà có đất chừng rộng rộng á. Dạ. Thì thích chơi cái vườn nhỏ nhỏ này nè. Ừ. Thì giá cả không vấn đề. Thấy không? Dạ. Cứ nhầm cây đó thì đem về trồng đi anh em mình ấy, anh cho anh đem mấy cây bự xuống anh làm nhà trên đó. Ừ. Giờ anh bích chịch rồi. Mấy cây này anh làm khoảng nhiêu cây được, 100 cây không? 145. 145 cây. Mà bông đẹp không á? À. Nhưng mà nói chung nó canh tại cạnh chi nó anh không dám con đó. Nè biết cây này không? Đâu em đi quay phim thường em biết ba cây này không? Đâu anh nói tự nhiên em nói cho anh nghe cây này, ba cây này coi em với Như nói coi. Cây nào anh? Hai mía cho Như ăn đi. Hai mía. Cây này, ba cây này đâu em lên em quay em cho bà con bình luận. Em quay mai không chứ. Không giờ, bà bây con. Giờ đố bà con đi. Bà con bình luận. Bà con giúp đỡ em đi rồi em sẽ cho một cái giải đáp ở dưới bình luận luôn nha. Đây cây này là ảnh đố là cây gì? Nó khó nuôi lắm ạ. À. Khó nuôi ha. Nó khó nuôi, nó chỉ nó mà nó nghiên nước một ngày là coi một ngày là nó hả hỏng đời nước á. Nhưng mà anh đây anh trồng đất mà. Nhưng mà anh đất đá. Ừ. Ở dưới đá không mà đào sơ bỏ anh làm biến tới anh bỏ queo nè. À. Không có vườn mai này mà nếu mà anh chịu săn sóc kỹ người ta nó đẹp lắm nha Hồng. Đúng rồi. Anh công chuyện lu bu nhiều quá. Dạ. Rồi mình ra phía trước đi anh. Đó cây đó anh chị mình giải đáp giúp em nha. Anh mấy cây anh trồng bồn nhỏ này thấy bộ lá rất đẹp ha. Đúng là đẹp. Cây này bông dữ dằn luôn. Đẹp dữ lắm em ơi.
cái dạng mai này là cái anh này anh xuống dưới, anh xuống dưới Tân Tây ở dưới Long An á. Dạ. 83 cây. À. Anh mua xong rồi anh trả tiền xong, cái anh ở Bình Phước cho anh là 70 triệu lấy liền ngày nay. Anh nói tôi mua tôi chơi, tôi có kinh doanh bán đâu mà chơi lời ông. À. Ông mua thôi, tôi mua, ông mua tí chừng tôi mua, ông kêu chia tôi thôi, tôi mua tôi chơi. Ừ. Là thằng em nó dắt anh đi chơi đi mua. Mua bữa thằng Phương ở dưới, nói chung nói tên luôn thằng Phương ở dưới Phú Đông nè. Nó dắt anh mua chạy như ngày 2 ngày như gà, còn có mấy ngày nó Tết. Đó cái cây anh đang đứng rồi, cái tàn bộ tàn cũng dữ dằn lắm á, cây đá hoành nó cỡ 40 á. Em coi chi nè. Ừ. Em coi nè. Nhưng anh không có cắt rau, anh chưa cắt chứ đúng anh cắt này, cái này sang năm nụ nút đầy. Nè bấm nè. Thấy không? Nhưng cây này bông dữ lắm. Đẹp lắm. Nói chung cái vườn này 83 cây thì em nhìn cái bông hồi nãy rồi, một vườn 83 cây thì đâu có dở. À cây này bông đẹp nè. À, thấy cái nút nút dữ nào không biết cái bông nó như thế nào thôi. Đây à Hồng. Chào bà con anh ruột. Ô chứ anh sao coi chào bà con cái thôi. Mệt thì nắng thì mới phải mệt chứ. Ai nắng không mệt. Đây mình ra phía trước ha, đi vòng ra chuẩn bị ra phía trước nè. Ủa còn bên đây nữa mà. Thì đó. Nãy giờ mới phía sau thôi á. Cốc nè, hái trái đi em. Cốc trái dữ lắm em ơi. Nè có cây ăn trái luôn nè. Đỏ nè. Cốc trái bự chà bá luôn nè. Cây này hoành 70 cốc mấy này, anh chị nè, 25 giòn lắm. Cốc chú ha, nè cây xài này anh cũng đi Đồng Tháp anh mua nè. Nè cái cốc anh cũng đi mua, anh thích là anh mua. Thấy không? Anh thích mua chứ anh nói chung là anh chơi cây là anh có cái này cái kia chứ không phải là anh kinh doanh, mà bây giờ anh công chuyện lu bu nhiều quá anh chia bớt một vườn thôi. À. Ví dụ nè, anh nói với Hồng á, anh chia cái vườn này. Dạ. Thì anh đem trên đồi xuống đây. À. Em chia cái vườn đó thì anh đem tin trên đồi xuống anh mới có đem cây cối lên dựng nhà được. Để bích chết rồi. Mốt anh dựng làm nhà trên đồi hả? Cái nhà gỗ nằm trên đây. À. Chúc anh cho em coi bản vẽ giấy tờ ký hợp đồng làm lên nè. À. Cái cây này anh nói thiệt với em nhìn coi cái cây này cái giống gì mà cái lá nó dài. Em đoán được cái bông nó không? Vậy nè. Không biết cái nó tự tựa như cái bông bông giả một cúc gì nó bự bự như kỳ cục lắm. Bông bự ha. Ờ. Ừ. Mà có cái là nó nở lẹ quá. Dạ. Nó nở lẹ quá không phải. Nguyên cái dạng ở đây là có một cây này là bự anh chị ha, tầm khoảng 70 hoành. Đó, còn mấy cây này hoành nó trung bình nó tầm khoảng từ 40. Xuất sắc lắm đó nha em. Nè. Còn nếu mà đẹp nhất là thằng này. Nó nở cũng không thua gì thằng Bình Lợi Thủ Đức. À. Không thua gì bông, nó đỏ. Đó kìa. Nó đỏ không từng thấy luôn. Có bông nè. Này nó hết rồi, nó đỏ mà nó nở dai đẹp. Dữ lắm. Đây bông nó đây. Đó ao. Đó nó còn thấy nó đỏ vậy đó. Ừ. Thấy không? Như phấn phấn như giả vậy. Ngộ thiệt chứ. Trời phải đam mê á. 145 cây anh chị. Hoành từ 40 cho tới 70. Sao? Chiều cao trung bình nó tầm khoảng chở 2,5 m đổ lên. Cao trung bình 2,5 m đổ lên mấy cây này. Đây, em thấy nhánh không Hồng ha, em coi. Nhánh chi nó đẹp không? Nó đâu có ấy đâu. Nhưng mà mình không biết nuôi. Chứ nếu mà dân nuôi mà lên chậu lên đồ ha là rồi là như gặp đem về ông Sáu hay là ông Út hay ông Bình thì ông làm cây này thật chết quá. Dạ. Nhưng mà mấy ông chân may tôi quý không này mấy ông đâu có. Mà anh cũng nghe nói chú Sáu chết cây, bữa anh coi tin mạng ông đó, ông chết cây nửa tỷ đó. À. Cây mai vàng á. À. Chú Sáu có nói rõ ràng á với anh Bình anh nói, anh cũng chết mới mai vàng dữ lắm mà. À vừa nói giờ chơi mai ghép không à. Mà anh Bình anh nói hồi đó anh chơi mai vàng chết dữ lắm á. Đúng rồi. Anh nói anh chết bao nhiêu tỷ. Bởi vậy. Ổng là dạng đại ca mà còn bị còn mình dạng luôn á tùm bậy tùm bạ mà còn vậy là nó mất mấy chục tỷ á. Ừ. Ổng là cái dạng dữ mà ổng còn bị chết còn mình dạng cu li cắt ké mà không vậy là mừng rồi đó. Đây có cây sầu nãy giờ có cây sầu. 3 cây. 3 cây sầu. Anh mua 3 cây, một chủ một. Cây sầu. Nè, 3 cây ghế góc thú sù nè. Dạ. Yeah. Anh đắp đế luôn nè. Ừ. Đây cây nè. Một chủ 3 cây nè. Mà cái đít đã không? À. Đây nè. Rồi 3 con thú luôn. Còn em coi cây nè. Cho mượn đem về nè. Năm nào cũng đô chậu cho mượn đem về nè. À. Không cây nổi. Nè anh cột chút anh biết sao không Hồng, anh cũng biết bộ anh tính chiều nên anh cột kẽm á. Dạ. Không biết là cắt nó hư liền không. Ừ. Biết mình tính mình nó thấp bên đây cao cắt hư liền không phải nó nghiêng á chiều. Ừ. Nên anh cột kẽm này cái anh kéo xuống vậy nè thấy không. À. Nè, anh. Dạ. Kéo xuống vậy là đầu nó đẹp đẹp rồi, tại vì mình cắt đo theo ra ráo rồi thì mình tính cái cây nó nghiêng cái bên đây nó gà không biết cái đè đầu cắt vậy cái hư luôn. À. Ừ. Đầu chiều đầu cột dây xuống cái nó cũng hơi biết. Hơi bỏ chỉ rồi đó. Đúng rồi, hơi bỏ chỉ. Em biết sao không? Anh em đang nhổ cỏ, anh không có dám xịt thuốc. Dạ. Để cho anh em nhổ cỏ xong ngày nay đi rồi ngày mai anh xịt thuốc cho cái sức khỏe của anh em mình nó
được cái an toàn. Đúng rồi. Chứ không phải mình có tiền bỏ ra mình làm mình để sức khỏe anh em không được. Đúng rồi. Anh thà là cái anh chết không để sức khỏe cho bà lính anh chết anh không chịu. Yeah. Anh nói thiệt, anh sống là phải có cái tình người chứ không phải là tình bạn bà được đâu. Rồi mình ra ngoài lên cái đồi luôn nha. Chuẩn bị lên cái đồi ra ba cái cây phía ngoài nữa kìa. Nè, thương tụi nó là mua là 7-8 cây gì chết không nè. Đó, anh chị thấy vườn nào cũng có cây chết hết anh chị thấy không? Cây nào quá yếu. Ai nói không chết đi, ai nói nó chơi cây không chết. Dạ. Thằng Tài với nó chết cây gốc rồi. Ngoài đây, ngoài đây. Đó, đợi em quay chỗ này đi. Đó, đợi em quay đi, anh làm miếng nước cái coi. Rồi anh ra, tự em quay em lên. Rồi quá. Uống miếng nước xong ra đây chơi anh. Ra nửa khoái em hả? Nè qua đây đứng mát nè Nhân. Đó, nãy giờ anh chị đi xem hết 2/3 vườn của anh Sáu rồi đó. Bây giờ em tôi tiếp tục quay cho anh chị xem mấy cây ở phía ngoài nè. Chiều cao cây này là cao tầm khoảng gần 5 mét. Nó cũng là một cái cọc ở phía góc bên kia là anh có treo mấy cái đèn nhấp nháy đó anh chị. Tán ngang nó cũng được gần 4 mét, hoành thì được cỡ 65. Cây này không biết cái cây kiểu gì, cái đế nó kêu phải đế thú không em? Hả, đế thú không? Anh cũng rảnh này. Thú mà rễ dữ lắm này. Thôi. Rễ dữ lắm mà nó hai tầng rễ nhưng mà nó nằm dưới một vậy nè. Đắp là dữ lắm. Cây này bông nó không được đẹp mấy nhưng mà nó nở nhiều bông lắm, bông hết hồn. Nè, nó còn chân bông nè anh chị, còn chân bông á. Rồi đi cái bên đó là một cây cái tàn rất là mịn nha, cái tàn này cũng khá là xuất sắc á. Anh chị nè, cái tàn đẹp. Đấy dữ lắm á nha Hồng, mà anh đắp lợi sâu quá anh không móc em ơi. Tới đây là hai cây luôn nè, hai cây tàn đang rất đẹp luôn. Cái này tàn nó mịn mà vừa dày anh chị, tàn nó 4 mét ha. Khoảng 4 mét, chiều cao nhưng mà chiều cao cây này có 2 mét à. Đó, anh em nào mà thích anh em nào mà có cái nhà dừa xin cặp này về để trước cửa hai bên là dừa chơi luôn á Hồng ha. Dạ đẹp, cây bên kia nó hoành còn bự hơn nữa ha. Ơi chào bà con, hoành cây bên này là 70 mấy nè. Cây này á là anh 75 quá, cây này 78 78 anh ha. Có đo một cây, còn cây này anh có đo là vậy nè. Anh chỉ cho. Đấy anh đo chỗ này chị. Là 110 mấy này Như. Yeah. Mà anh đo đây là 115. 105 nè. Kéo xuống dưới là 115. Đúng rồi. Đây là 105. Cái bên này hoành 78 anh chị. Đó, bộ tàn nó là 4 mét. Tàn tròn luôn, còn cặp bên này cũng tàn 4 mét luôn. Đó, cây bên này thì cao hơn ha. Anh 2 mét, cây bên này cao 3 mét. Tại vì anh biết không biết sao không? Anh không ấy cho em coi cho bữa để cái còn em sớm nên cho anh coi anh chân này hay là bữa anh để tay dừa đây nè, anh để cái dĩa để tay dừa hấu nó đẹp lắm. Cái cảnh bà đó anh để cái dĩa lên, để tay dừa lên nhìn sao sống để đó luôn đi lấy được rồi. Anh chị xem mùa đới nè, nó xù quá em, nó nứt da ra, nó lớn lẹ quanh 110 mấy anh mới đục nè, nó mạnh nè, thấy không, trong dừa tết nè anh dọn anh đục chơi nó kéo nè, mới đục đây trong tết nữa hả? Đó, nè mới đục nè. Mới đục mà nó lẹ ghê không? Nè bên đây giấu nè. Anh tính, anh tính đục cùng rễ này luôn nè. Thấy không? Anh tính đục có cái quai tính đục đây luôn là tụi nó thôi để quai cho đẹp cho anh đục cho liền á. Nếu mà mới đục mà nó được liền vậy luôn hả? Nhanh dữ vậy. Anh đục nay là chưa. Có keo gì vậy? Cơm Mỹ Tiến nè, anh nói thiệt với em á, em coi cái dấu đục nè. Anh đục vừa dọn ấy tết nè. Đeo đèn đồ chạy như nó phải được 16 ngày à. Cái này cỡ chừng 3 tháng chắc nó muốn liền luôn quá. Đó, 16 ngày anh nói cái cây này anh thấy nó hơi được rễ hơn mạnh mạnh đấy em. Mạnh. Nó kéo lướt thì em qua em coi cái cây này anh cắt năm rồi nè. Anh Sáu chỉ cho em nè. Anh cắt năm rồi nè. Thấy không? Từ qua đây nè nó đi lẹ thấy ghê không? Dạ. Nó đi. Một năm nó đi vô tầm khoảng cỡ 3-4 xăng. Đó nó đi, chắc anh đoán 3 năm nó bít á. Dạ, chứ 3 năm nó có thể bít. 3 năm nó làm cái cục bú đó. Thì cái này gần bít rồi nè, thằng này nó cũng cùng đợt hả anh? Cũng đợt á, nè còn này là hồi đó anh mua thằng lần đó nó cắt sẵn rồi nè.
anh mua nó nè, thấy không? Cũng kéo lẹ nó ghê không? À, như kéo, đồng tiền không? À, đúng rồi. Đó nhanh lẹ ghê không? Là cái cây này anh bảo đảm cái bộ rễ nó rất là khỏe. Đúng rồi. Nó khỏe lắm. Đúng rồi. Này anh trồng nó hơi sâu phải không? Không có, anh qua rằm anh lôi đầu lên rồi. À. Qua rằm anh lấy xe cẩu á. À. Anh nhóm nó lên. Cái anh móc khoảng chừng 30-40% đất á. Dạ. Rồi anh cho xôi dừa với trộn chất trồng vô là anh để nó vô, anh để nó xuống à. Mà anh đôn lên tầm 20-30 nữa ha. Không, anh đôn cái thằng này, thấy cái thằng này nè, nó nằm trên cao miệng dành này 5 phân nè. Thì đó lên đó là lên 20 nữa đó. Đó cho nó đẹp đẹp. À, tàn đẹp luôn nè anh chị. Bông cũng đẹp lắm. Thằng em nó xin bo nó vừa rồi nó xin thì nó ghép mớ. Cũng được à, nó bông nó lớn nhưng mà nó không có được dày hồng. Bông bự. Bông 5-7-9 cánh ha anh. Đúng rồi, nó từ 5-7-9 lại à. Không có được mười mấy. Nhưng mà anh phái cho sao anh phái cho mày riêng em à. Sao anh không phái cái bài mày ghép ngộ ghê luôn á. Chứ nếu mày ghép là anh để lưu quý lúc trước anh không cho, anh để anh chơi rồi anh phái chơi mày mày riêng ngộ. Em cũng khích cho mày riêng nào nhưng mà không có sân để trồng. Không có sân bự gì vậy. Còn anh nè, à, không biết anh bỏ cái thuốc với cái phân cái giống gì mà cây thuốc cây bông giấy này gần 3 tháng mà nó không chịu tàn. Chắc xong là nó chết luôn quá. Anh trông cho nó tàn anh ấy mà anh coi nên tiếc. Nó riết vậy đó. Bông giấy là nó em thấy nó ra hoài mà ta. Không mà nó đâu có gì đâu. Không có em. Không biết cái này nó nở hoài bực mình thấy mình bữa nay thương. Là mùng 11 nha anh chị. Nó riết vậy đó. Nè, em phải sự thật là em thấy anh Sáu với chị Sáu là chơi cây cảnh đa dạng không? Đúng rồi. Nhỏ lớn cái gì cũng chơi, có bông hoa là chơi thôi. Bông hoa màu sắc là chơi. Chứ không phải là kinh doanh bây giờ anh bông giấy nè, cái trang nè. Anh nói với Hồng á, nói với bà con anh em cô bác nghe anh nếu mà thương tình. Chứ không phải là mình, không phải là mình nói mình không ấy gì, nhưng mà giờ tới ngày tôi muốn dựng, tôi dựng nhà là không có còn chỗ dựng nữa, phải chia bớt đem cây này xuống dưới đây. À. Thấy không? Chứ đây em nhìn cây lộc vườn anh coi, cũng thiếu nước mai tứ ạ. À. Cây lộc vườn này thì khỏi chơi á Hồng ơi. Cây lộc vườn này đó là nó nguyên cục đặc tàn luôn rồi. Em quay cái gốc em quay lên cho bà con coi. Chiều cao nó tầm khoảng gần 3 mét. Em vô em đi gốc em vuốt lên cho anh em nào mà chuyên cây lộc vườn ngó thứ cây này coi. Tàn ngang nó là trên 4 mét anh chị ha. Tàn ngang nó tầm khoảng 4 mét rưỡi. Cao 3 mét. Qua bên anh nè, qua bên anh Tống nè em. Rồi em. Rồi mình xem mà. Ở đây nó có cái hang động ở trong. Đó em nhìn đai chi nó, thấy không? Cái lá này mình vẫn ăn được nha em. À. Bánh xèo đồ, đổ bánh xèo đồ cuốn đồ non cuốn được nha. Cái hoành này nó phải cỡ hai người ôm anh chị. Rồi đi vòng qua đây đi em. Nắng là thấy lướt lướt qua cho em Như. Nếu mà anh nói với em á, bây giờ anh nói nhầm khi người ta nói quá như chứ cây mai này bông không bao giờ, hồi đó giờ anh chưa thấy cây mai nào mà bông như cây mai này, hai cây mai này. Không tưởng tượng luôn. Sao anh? Hồi đó giờ anh đi chơi đi bao giờ mai coi mai riêng không biết cây này giống gì mà anh chưa thấy bông tưởng tượng. Nó đẹp mà nó bự mà nó hai ba lớp bông mà nó kín mít mà nó dai nó nở không tưởng tượng. Sao giờ nó thừa hí vậy? Hai cây nè. Mới con hả? Anh cắt hết nè, anh con vô anh cắt nè. Bông dữ bông lắm. Dữ lắm ha anh. Dữ hai, lắm hai ba lớp luôn hả? Trời ơi em thấy bông không tưởng tượng luôn. Anh thương nó lắm. Với cái cây thú nè. Tụi nó mới hỏi anh lấy mua cây thú này nó anh nói chơi nó đâu có bán, anh ghẹo. Thú sầu anh chị. Thú sầu á. Ngoài chân hơi nhỏ ở phía trước nha, hai chân trước. Nó tầm khoảng 10-12. Không, cái chân này á, em nói nhỏ gì không phải. Hai chân này nó đều nhau nhưng mà cái chân này em biết không? Nó đá banh không vô rồi thằng Quấn Lăng Viên đập nó ghè què giò nó hơi nhỏ lên chút. Nó đá không vô, phạt đền mà đá không vô mà. Tàn 2 mét anh chị, cao gần 2 mét ha. Hoành nó chắc 40 mấy á. Đó. Hoành nó chắc 43-45 á. 45 hoành. Thú sầu. Bên kia anh hát có hai cây nó cũng trái lá kìa. Lên đâu? Đó. Đúng rồi trái lá hai anh cây. Biết mà. Không sao đâu, không anh nói, anh nó chết là không nó chết. Nó bị phân á phải không? Hả? Nó bị phân. Phân với đồ vô chỗ anh giọng nước nhiều quá nó dư luôn. À dư nước. Anh giọng không có nó bị phân anh giọng riết. À. Vậy là anh phải để cho nó khô à. Khô nước mấy ngày á. Em nhìn kỹ nhỏ mà có vỏ nè, thằng này anh ghép luôn nè. Nè coi nè. Nãy giờ mới thấy có cây ăn tiêu ghép. Một anh tính ghép luôn nè. À định ghép phải anh không? Chưa ghép nè, nhưng cái ghế này chơi để chậu 70 là vô phương ha, chậu bãi á. Dạ. Không. Để ghép luôn. Như này á. Để chậu 7, chậu 6 cũng được, anh ghép chậu. Ừ, đó. Còn cây này năm nay à?
nó không có bông. Anh nhổ đi, anh nhổ anh giờ đi tháng 9 anh nhổ mẹ nó bỏ xuống là lấy gì bông. Mà anh không tuốt lá không tuốt gì anh gan không? Móng này bị nở sớm hay sao? Không có, tháng 9 anh giờ đi dưới đó đó, anh lấy xe năng anh năng lên đây. Ừ. Anh bỏ xuống anh không con cành, không tuốt lá không gì đó. Cái này năm cánh tròn anh chị. Năm cánh vàng sậm, 5 7 9 cánh. Nè không. Cái này nè. Quảng anh nói em cái cây nãy, cây này là anh tính ghép anh trang cặp máy bay nè. À. Nãy em coi cây dưới cây này nè. Cây này bộ lá nó hơi yếu ha. Yếu cặp. Cũng cho mồi tà lè bên đó. Nhưng mà này anh phải là phải để cho nó mạnh là mới ghép được chứ. Đâu có, sang năm. Ừ, bây giờ anh tính là anh nhổ lên. Dạ. Anh cắt rễ thúi để đòn cắt hết anh xiết bỏ nữa. À. Anh xiết bỏ luôn. Xiết lại định vô mát anh trùm bao trùm bao vô mát đàng hoàng sang năm anh ghép. À. Hoành nó trên 60 anh chị. Bên này cũng hoành trên 60 nè, 65 nè. Cao 4 mét, tan ngang 4 mét. Cây này cho anh em mượn chơi năm rồi nè, tàn mai xù chân hư luôn, về năm nay chét cắt xuống chậu không dám chơi nè. Ừ, cái này suy vậy nè. Cho mượn chơi năm rồi nè. Bông cực kỳ bông luôn nè. 2 mét rưỡi cao. Thấy tàn chân không cho tàn mượn. 3 mét. Cho mượn rồi chơi quá không tướng gì á. À. Về anh si rồi anh mới bỏ anh rinh bà đập chậu anh móc chậu anh bỏ xuống nè. À mới xử lý ha. Đó xử lý nè. Rồi không dám nắng, anh không dám tuốt lá. À. Anh chậu rớt mưa tuốt nó mới phúng nè. Nó non rồi nè. Ừ. Nó non rồi nè. Không dám tuốt á em. Dạ. Giờ tuốt sợ nó bị để cho nó che cho nó mấy cái thân á. Dạ. Này xì nó non rồi nè. Ừ. Thân nó đẹp á. Đẹp hả em? Xương chi cành đẹp. Ừ. Cốt gió ngọn luôn. Em coi cái cây anh chơi gan không? Cái cây này nó tàn hơn cây đó mà anh dám cắt nè. Đó, à. Một cặp tàn hơn đó mà anh cắt. Cây này cũng yếu luôn nè. Ừ. Còn hổm ra tốt lắm em, tại sao anh bỏ phân tết này cái tự nó bị luôn. Cái này nó đang bị đứng anh chưa ra nó lon luôn. Còn hổm ra nó non. Ừ. Anh kể em nghe. Anh bỏ phân vụ bông bông anh xịt anh quên rồi cái còn không phải. Rêu mưa xuống đóng rêu thôi. Không có, cái này hồ hổm nó có rong mà anh xịt đó. Dạ. Anh xịt ba cái đồng, cái đen, cái gì không biết, nó mua thuốc anh xịt nó sáng nay nó dậy nữa. Cái này nè, anh lấy cồn 90 độ á. Tưới nó lần là hết. Em, bữa nào em có ấy em mua giùm anh thùng thuốc đó, anh chuyển khoản em giúp anh thùng coi. Thùng thuốc gì có anh Út được mà bữa cho em chai đó. À để em hỏi anh Út ảnh chuyển cho anh. Không biết không có đó không ạ? Dạ. Cái đó nghe anh nói trị nhện đỏ dưới này trị đúng rồi đó. cái đó hiệu quả lắm á. Ừ, giúp cái chai trắng trắng á. Anh em biết công ty bán không nhện đúc anh Út ngại bây giờ em biết cái cửa hàng nào có bán không, nhà tư nông nghiệp á. Anh Út là lấy sĩ ở đó đó. Ủa, nhờ anh có phiền không? Có sao đâu. Cây này thú nè. Anh cho anh cà phê là anh hết phiền miễn gì. Cây thú nè. Không cà phê thì cứ giữ mình nhờ anh em mà mình. Nè, cũ được không em? Nè. Cũ đẹp chứ được gì nữa anh. Này thú lai nè. Ừ. Ở khúc ở trên đầu này thì hoành nó trung bình từ 40 cho tới 70 nha luôn anh chị. Mà tàn lớn ha. Ở trên này thì có một số cây là anh đang dưỡng lại. Cây này bông nhất vườn nè. Nó nhiều, nó dai á. Mà mai hương mai chùm không, mai hương thơm. Mai hương ha anh. Thơm lắm. Nhưng mà bông được mấy được. Cánh? Bông đẹp, bông 5 đến 7 12 cánh trở lại không có nhiều nữa. Nhưng mà 7 cánh là nhiều nhất. Cây này cái đế ghê không em, nó xù xù ghê không Hồng? À. Cây này bông dữ nè. Dữ lắm. Bông ở trong thân quá trời nè. Đúng rồi. Nó mọc trong thân luôn. Còn cái cây này nó mọc ở trong nhánh, trong da nó mọc ra luôn, mọc tùm lum đó. Cái cây này chùm dữ nè. Nè em quay cho anh nè, em quay. Nè. Em nói nè, em nói nè, nói có anh Sáu nè, anh chơi anh không biết anh cái bệnh anh bán 90 á. Em quay nó có anh Sáu bệnh gì nè, có nhánh tay dày nè. À. Bắp đùi không nè mà anh cắt bỏ chơi nè, giờ nó hư luôn nè. Cầm máy chiều buồn ra cầm cái máy cắt băng. Cắt đi đây. Nứt luôn rồi. Nè cắt đây cắt chơi á, cắt. Rồi bây giờ nứt đứt luôn kìa. Đây cây nữa, khúc này 70 nè. Một cặp đẹp tí rung luôn em. Song thân nó hai cây á. Mà anh cắt á. Nói chung là anh có biết chơi đâu, anh cắt rồi mà anh thấy nó kỳ, anh thấy ghét hai thằng anh cắt. Mấy này tính cắt cây này nó bả la nè. Mà anh cắt cây này là anh dục cái cây lưu mai luôn ạ. Đúng rồi, cây này cắt cái uổng. Thằng kia nó kêu anh cắt ghép, nó cây mai ta bông đẹp nhưng cắt ghép gì. Cây song thụ. Nè năm rồi nó trèo gãi nè. Cây song thụ. Năm rồi nó trèo nó lật nó đập gãi anh nè. Anh đục sức nè, thấy không? Trèo nó lật á.
anh kêu bắt vàng tọt đi làm sao đây, cây này nhánh này leo leo gãy chứ anh có xe năng không à. Dạ anh làm xe năng làm vàng lặt đó à. Ừ. Anh hai chiếc xe năng á, anh ngộ vừa mai anh là hai chiếc xe năng lặt á. Cây này chưa thấy bông nhưng mà cái bông nó nhặt lắm á, bông đẹp dữ lắm, bông nhặt lắm. Cây này thì nó hơi bị cũng đẹp đó không, hơi bị yếu nhánh á. Cũng được thôi nhưng mà nó chắc cũng bị nước nè, không dư nước. Đúng rồi. Giờ không tưới thì anh có tầm khoảng cỡ 5-6 cây bị vậy. Không anh không ta, anh không 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 tưới nữa em ơi. Cái này anh phải để khô luôn á. Để khô luôn. Này trong ở trong dưới đây chắc còn ướt á. Chiếc này để khô luôn. Nó dư dữ lắm. Mấy cây này anh úp lực mà mấy cây này cỡ 10 ngày anh mới tưới á. Mà tưới nhiều anh cưng cây quá. Hả? Cưng đúng, cây quá. Anh giờ anh tưới dư nước á. Anh tưới nữa. Ở đây có anh chị nào xem mình chuẩn đáng cái mai này á, anh nói với em á, là cái mồng gà đỏ hay sao nó vậy, bông nó dây dây mà nó chùm nó cứng ngắc hả, à. Nó đóng cứng khừ luôn à. Anh nói thiệt như cái mồng gà đó nó kỳ cục lắm nhưng mà thằng này nó không có nhặt, không nhặt bông mà thằng cái cây hồi nãy á, cây nãy cây xù nãy á, nhặt bông hơn cây này, cây này nó chùm nhiều, cây này nó chùm nhiều nhưng mà từ năm bãi nó chùm, mày chùm nhiều, nó chùm không à. Quanh cây này cũng được cỡ 60 mấy anh chị ha. Nó già rồi đó em. Cây này thì xúc sắc á. Cây này nè, cây này anh tính cắt đầu nó luôn nè. Anh mai anh lên bên buồn buồn cắt cây này xúc sắc vào không cho nè. Nè cậu cũng lỡ già mà nuôi nó lên rồi nè. Ừ. Cây này bông đẹp lắm. Anh nó cậu bể nè thấy không? Anh cũng nuôi nuôi lợi bể nè. Nó quá kỳ cục. Mấy anh chị? Sao mấy quanh? Bị chóc miếng vàng. Nãy nay có cây anh cũng chóc phải không? Nó bán anh nó nói sao? Anh cây Sáu với cây kia không? Cây kia cũng chóc. Anh Sáu mua cây em đi giúp em đi bán anh em xuống em săn sóc dùm cho. Em xịt thuốc, em bỏ phân em làm cho. Dạ. Bán xong lấy tiền rồi thì nó điện nó rồi nó nói em bế em này kia không thôi. Rồi cái đầu kia anh đi mua chỗ khác cái đầu nó điện tới lợi. Cây này năm rồi chơi quá bị hư luôn nè. Cây năm rồi chơi tới rằm tháng giêng nè. Năm nay không dám chơi nè. Năm coi đế nè. Đẹp nha. Bông đẹp dữ lắm. Ừ. Cây này cũng nó tự tự như cái cây dưới kia. Ừ, thế đẹp tứ diện. Thấy không? Mà có vẻ cây vàng cây trên đây là anh cưng nó tứ dữ quá đúng không? Tứ nhiều. Mấy vàng trên kia dưới đẹp quá trời luôn á. Tứ nhiều. Này tứ cây nhiều. Cây kia anh phơi nắng 3-4 ngày mới tứ. Cây kia 3-4 ngày mới tứ ngày, còn cái này cứ mỗi ngày mỗi tứ nè. Rồi, cái này chậu anh chậu bự mà ướt quá trời ướt nè. Nè, ướt anh cho em coi lỡ vậy coi nè, ướt vậy nè. Ờ nó ướt quá. Nè. Này anh để chừng nè. Tuần nữa chưa khô á. Ờ. Thấy ướt không? Quá. Rồi để luôn đi cho đi Cà Mau về rồi tứ. Để luôn đi công tác về. Đi Cà Mau về tứ. Để xuống. Cho nó sụ lá xuống luôn tưới cũng được nữa. Đi Cà Mau về nếu cây nào nó động nước mua mấy con cua hai da thả này nè. Không? Thấy không? Dạ. Giờ mình nói là đi mua mấy con cua về thả đây tại nó có nước rồi mua thả luôn. À, vừa rồi anh chị vừa mới xem tham quan đầu năm vườn mai của anh Sáu ở Nhân Trạch Đồng Nai anh chị. Anh chị nào mà có cái vườn mà lớn lớn mà muốn cho lưu với ảnh ha thì alo lại với anh Sáu đi. Cái số điện thoại là số mấy anh Sáu? Số anh Sáu là 0937 355899. À, là cái số của anh Sáu nha. Còn cái hướng đi thì anh chị mà tới mà từ Sài Gòn mình đi qua phà Cát Lái á thì mình đi đó là lẻ nhất, còn thôi mình đi dòng đường cầu qua thì nó xa hơn ha. Còn bà con 2026 thì bà con khỏi cần đi Cát Lái mà khỏi cần đi cao tốc Dầu Dây Long Thành nữa, bà con đi cái vành đai 3 đang mở qua Nhân Trạch đây. Quận 9 với quận 2 gác qua. À. Làm đây nè đường này nè em đưa ra em bây giờ em đi đây nè, anh chỉ cho anh ta đang đóng cục móc ở đông đang thả chiếc móc cầu ở đây nè. À, qua đây coi đẹp lắm, em mới xách xe chúng chạy ra quẩy đẹp lắm. Thôi, đây, em ra quay nhà mẫu quay em đem ra quẩy em coi quay nhà mẫu khu gì ấy quay á. À. Đóng cầu ở đây nè, chỗ này ngay phước cây nè. À. Anh nhìn kìa mấy cái móc cầu đó rồi thấy rồi thấy anh thấy chưa. À. Thấy mấy móc cầu đó qua còn nhanh hơn nữa hả, tốc hành em đừng đi cắt lái. À. Xe cầu qua đó luôn. Thì nãy em đi lên em đi về Tôn Đức Thắng em thấy cái đường ta đang ủi xuống không? Dạ. Cái làn dây điện ngang không? À. Thì nó đi sẵn đây.
rồi nó móc vô cái vùng đằng đây đi ra, và đây là dự án không, dự án phân lô bán nền nhà cửa khu cao tầng không phải đẹp, rồi sang gòn của Cù Lao đó, Đại Phước đó. Em ra quẩy thôi, đi ra quẩy lấy căn đi chứ tiền quay hôm nay tiền đâu mà lấy dữ lắm, rồi lấy căn để dành để mốt có vợ ở vậy ở chứ khỏi có để cầu kỳ qua mua không nổi đâu nha. Dạ rồi không, mình ra đây mình chào bà con chúc Tết bà con năm mới cái anh Sáu thôi giờ là... chúc bà con năm mới được gia đình mình nhiều sức khỏe và hạnh phúc, lúc nào cũng vợ con đồ thương yêu vui vẻ nha bà con. Dạ rồi em cảm ơn anh Sáu. Rồi nhớ nói là bà con coi chuyến này em Hồng là về Nhân Trạch chứ không còn quay ở bên thành phố nữa bà con ơi, tại vì em Hồng đẹp trai mà chưa vợ, tôi cũng còn hai đứa em vợ chưa chồng đây, chắc có thể là tôi giới thiệu cho đứa em trai luôn. Dạ, còn em Như này anh. Mà nếu mà có buồn thì em Như nói chịu, tại em Như nó không có gì hết. Cảm ơn anh nhiều nha. Đây Hồng hơi xa sẵn đây, đây thôi để cho bà xã anh, tại biết ông xã không biết bà xã, đây chị bà xã là tên chị Tiền. Chị Tiền đây nói thẳng Tiền. Đây là bà xã anh cũng thương anh mới cho anh chơi kỹ, anh mới chơi được á. Nãy giờ anh nói xấu chị không á chị Tiền ơi. Thôi kệ anh, thương anh mới nói như vậy mà. Anh nói đây. Chị rủ rê anh vô đó, giờ anh mê chị luôn rồi. Rủ rê vào không được nghiện ngập, không rủ nghiện mấy cây mai không à. À thôi giờ mấy anh em mình chào bà con, chúc Tết bà con các em. Xin chào bà. Để chị Sáu chúc Tết bà con. Anh chúc rồi. Tới chị đi. Tới chị. Kính chào bà con anh chị trên kênh của em Hồng chợ Sài Gòn. Dạ. Sáu lại đây anh Sáu. Chị cũng chúc cho cả nhà mình nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài, vạn sự như ý. Dạ cảm ơn chị Tiền nhiều nha. Chúc vợ chồng anh chị năm mới có nhiều tin vui mới nha, nhiều thắng lợi mới nha. Vạn sự như ý, xin chào và hẹn gặp lại. Rồi xin cảm ơn em nha. Dạ. Rồi trước khi tắt máy bắt tay các ơi. Dạ. Rồi em dạ. Xin chào anh chị nha. Rồi vô uống nước. Dạ, đó.